Em ơi, hàng bãi thông máy, xin chào tất cả các bác nhé. Xin mời các bác lướt qua một vòng những cái sản phẩm mà em giới thiệu chào bán trong video ngày hôm nay các bác nhé. Đây, rất là nhiều những linh kiện, phụ kiện thao máy được chào bán tới các bác. Các bác lướt qua một vòng, yêu thích được cái mặt hàng nào thì có thể tua nhanh đến cái vị trí mình cần thiết các bác nhé. Mã đầu tiên ngày hôm nay đó là em vẫn có những cái cánh cửa bằng inox này. Đấy, cánh cửa bằng inox này thì nó được bo cạnh xuống các bác nhé. Đây, nó được bo cạnh. Đấy, độ dày của nó thì khoảng các bác đợi em một chút nào. Đây, cái cạnh này này, độ dày của nó khoảng 1,4 ly các bác nhé, 1,4 ly. Độ dày của nó 1,4 ly và nó bo cạnh xuống ở đây là 2 cm nhé. 2 cm cạnh bò này. Đấy. Kích thước của cánh cửa này thì nó dài là 61 cm, rộng là 41 cm các bác nhé. Mã M1 có giá là 380.000 đồng, có bản lề và có tay nắm đầy đủ cho các bác. Đây là một bộ một cánh cửa nhé, một cái nhé. Đấy. Cánh cửa bằng inox. Tiếp theo thì ở đây thì em có hai cái bộ con lăn này. Đấy, mỗi bộ thì em có 2 bộ nhá. Đấy, bộ này em cũng có 2 bộ, bộ này em cũng có 2 bộ. Đấy, kích thước thì nó như nhau, kích thước như nhau. Đấy, kích thước như nhau nhá, nó khác nhau một loại làm bóng, một loại làm mờ thôi. Con lăn này vỏ được làm bằng inox nhá, một bên bóng một bên mờ cho các bác. Đấy. Ở đây thì em đo kích thước cho các bác này. Kích thước tổng thể nhé, cả khung nhé, dài 81 cm này, rộng 32 cm các bác nhé. Rộng 32 cm, chiều cao ở đây là 5 cm, đó là cái khung nhôm nhé. Nó còn có thêm cái tay sách này, có thêm hai cái tay sách hai bên các bác nhé. Đấy, nó có thêm hai tay sách hai bên. Ở đây nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 con lăn này, 5 con lăn trên cái dàn lăn này. Đấy, 5 con lăn trên cái dàn lăn này nhé. Đấy. Ở giữa cái dàn lăn thì sẽ có 1, 2 và 3 cái trục thép để cố định để đứng cứng cho cái khung lăn. Đấy. Con lăn này thì đường kính của nó sẽ khoảng là 32 mm nhé, là 3,2 cm. Đấy, chiều dài mình phần con lăn này nó sẽ là 77,5 cm nhá. Đấy, cái con lăn này ở bên trên thì nó sẽ có hơi han một chút, không biết là nó inox như thế nào mà nó vẫn bám một chút han ở đây nhá, không biết là nó bị han hay là bám bị han ở đây. Đây, con lăn đây, con lăn sáng này, còn con lăn mờ này thì nó không bị nhá. Đấy, em có hai mỗi khung như thế này thì em có hai bộ. Đấy, khung này có 2 bộ, khung này có 2 bộ. Mã M2 nhá, có giá là 700.000 đồng, 700.000 đồng khung này. Còn cái này là mã M3 là 750.000 đồng một khung các bác nhé, 750k một khung mã M3. Hai khung kích thước giống nhau các bác nhé, mỗi loại thì mỗi mã thì em có hai bộ. Tiếp theo là mã M4 này, em có một cái tấm inox. Tấm inox này thì cái trước chiều dài của nó sẽ là 34,3 cm này. Đấy, chiều rộng ở đây sẽ là 32 cm. Và độ dày của nó sẽ là 2 mm các bác nhé. Đấy, mã M4 có giá là 180.000 đồng. Tiếp theo ở đây em có mã M5 này. Cái tấm này thì nó rất là nó phẳng qua, nó khó bốc nó lên. Đấy, mã M5 240 một tấm này nhé. Tấm này thì không có một cái lỗ nào hết luôn. Đấy, ở đây thì nó còn có cả cái túi bóng này. Đây là cái lớp túi bóng chưa bóc rồi các bác nhé. Đây, lớp túi bóng chưa bóc, bóc ra thì cái tấm nhôm rất là đẹp nhé. À, tấm inox rất là đẹp các bác nhé. Độ dày inox vẫn là 2 mm, 2 ly. Kích thước của nó là vuông 35 cm nhé, 35 x 35.
mã M5 có giá là 240.000 đồng tấm này. Mỗi loại này thì em có một tấm thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã M6 này. Mã M6 có giá là 650.000 đồng một cặp nhé. Ở đây thì em có những cái cặp trượt này. Đấy, nó cặp trượt dạng như thế này. Đây, nó trượt bằng cái trục ở bên trên nhé. Đấy, nó trượt bằng cái trục ở bên trên này. Đấy. Đây thì có hai con trượt. Đấy. Có hai con trượt trên một thanh trượt tròn này. Đấy. Ở đây đường kính của cái trục này nó sẽ là trục 20 nhé các bác nhé. Đấy, trục 20mm. Trục 2cm đấy. Và cái đế của nó được làm bằng nhôm nhé. Đế được làm bằng nhôm. Đấy. Ở đây thì em đo kích thước chiều dài cho các bác nhé. Đấy. Chiều dài của nó là 1m08 các bác nhé. Chiều dài là 1m08. Đấy. Giá là 650.000 đồng một cặp nhé các bác nhé. Đấy, mã M6 này 650.000 đồng một cặp về cho các bác. Chế những cái bộ cưa bàn các kiểu cũng ok đó này. Đấy. Tiếp theo thì những cái thanh nhôm. Đấy, thanh nhôm 3,5 x 2 chiều dài là 96 cm. 3,5 x 2 là cái như thế này này, 3,5 x 2. Đấy, đây là cái thanh nhôm tháo từ những cánh cửa xuống nhá. Cái rãnh này thì có độ rộng là 5,5 5,5 ly. Đấy, 5,5 ly nhá, em cho là 6 ly đi. Rộng 6 ly nhá các bác nhá. Đấy, cho nó dễ. Đấy, số lượng thì em còn 12 thanh thôi. Hôm qua 50 thanh thì hôm nay còn có 12 thanh thôi các bác nhá. Đấy, bác nào được việc thì nhanh tay. Ở bên trên thì sẽ có một vài cái lỗ như này để họ bắt bẫn lề các bác nhá. Đấy, bên trên để có một vài cái lỗ để bắt bẫn lề. Đấy, 150.000 đồng 2 thanh cho các bác. Số lượng em còn 12 thanh thôi các bác nhá. Đấy, kích thước là 3,5 x 2, dài 96,5 cm. Còn duy nhất 12 thanh thôi, không còn loại này nữa các bác nhá. Đấy, mỗi lần về thì nó những cái loại khác nhau luôn. Tiếp theo thì ở đây thì em có cặp ray. Cái cặp ray này gọi là cặp ray số 3 các bác nhé. Giá là 1.750.000 đồng cặp này. Đấy, cặp này là ray đen chống han của Nhật Bản, THK Irid nhé. Đấy, ray này chỉ có 2 bọ trên một thanh ray. Và một cặp thì sẽ có 4 con bọ, 2 thanh ray này. Ray bản của nó là bản 23 các bác nhé. 2,3cm, chiều cao là 2,3cm luôn. 23 x 23. Đấy, chiều cao. Đấy, con này thì dài tổng thể của nó sẽ là 1m36 nhá. 1m36, 136cm đấy. Đấy, cặp ray số 3 này có giá là 1.750.000 đồng cặp này các bác nhá. Đấy, em còn một cặp thôi. Đấy, em còn một cặp để đây cho các bác. Tiếp theo là mã M7 các bác nhé. Em lại về rất là nhiều những cái đế như thế này. Cái đế cho các bác có thể để trang trí đồ vật các kiểu các bác nhé. Đấy. Đế ở bên dưới thì inox này sẽ có 4 cái lỗ để các bác có thể bắt ốc này. Ở đây có ke góc này. Ke góc lên cái thanh ngang này. Cái thanh ngang này lại có cái thanh thẳng ở đây để gia cố cho cái phần này. Đấy. Ở bên trên này. Đấy. Ở bên trên thì nó được bo cạnh lên như thế này. Bo cạnh cong lên như thế này các bác nhé. Đấy, bo cạnh cong lên như thế này để có thể là tránh nghiêng rơi rớt rất là đẹp. Hai bên nó bo lên này các bác này. Đấy, hai bên nó bo lên. Cái trước chiều dài ở đây nó sẽ là 26cm này. Cái phần mặt trên này 26,5 nhé. Cái chiều rộng ở đây nó sẽ là 12,5cm. Đấy. Mã M7 cái này là 140.000 đồng các bác nhé. 140.000 đồng chứ không phải là 40.000 đồng đâu. Đấy. $140k một cụm như thế này các bác nhé. Đấy. Mã M7 cho các bác. Inox dày 3mm nhé. Inox dày 3 ly này. Đấy. Rất là dày. Tiếp theo là mã M8 các bác nhé. Em về những cái ống lò xo này. Ống lò xo cho các bác về chế cháo này, nó có thể là hạ xuống và nâng lên.
Kích thước chiều cao hoặc chiều dài của nó sẽ là khoảng 8 cm nhé, vì nó có thể co giãn này. Đấy, đường kính bên ngoài nó sẽ là 11 cm và đường kính lỗ bên trong nó sẽ là 6,5 cm các bác nhé. Đường kính lỗ bên trong nó sẽ là 6,5 cm. Mã M8 có giá là 120.000 đồng, 120.000 đồng một cái ống lò xo này các bác nhé. Tiếp theo là mã M9 có giá là 190.000 đồng một ống nhé. Ống này thì có đường kính là 13 cm này, 13 cm nhé. Đường kính bên ngoài nhé, đường kính lỗ bên trong là 10 cm này. Chiều cao ở đây nó rơi khoảng 12 cm nhé, có thể là co giãn xuống, bóp xuống này. 190 một ống mã M9 nha, em có hai ống, mã M9 em có hai ống. Nó cũng không thể tránh khỏi được cái móp méo ở bên hông các bác nhé. Đây. Này, nó không thể tránh khỏi được va chạm nó móp như này. Đấy. Đây. Đấy, nó không không thể tránh khỏi được các bác nhé, các bác lưu ý. Có hàng tháo máy mà. Tiếp theo là mã M10 này, em có những cái đầu, cái gen hai đầu, đầu nối hai đầu ống nước gen 34 các bác nhé, cho ống 34. Đấy, mã M10 100.000 đồng 5 cái này cho các bác nhé. Cái gen hai đầu ống 34 inox 304 luôn. 100k 5 cái các bác nhé, mã M10 này. Tiếp theo là mã M11 này, sẽ có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng combo 10 cái cùm, nó gọi là cái cùm, cái ôm ống chữ U, nó hình chữ U như thế này. Chiều dài ở đây nó sẽ là 10,5 này, chiều rộng ở đây là 4,5 cm nhé. Mã M10 có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng combo 10 cái các bác nhé, 10 cái cùm. Mã M11, xin lỗi các bác nhé, mã M11 50.000 đồng 10 cái. Tiếp theo là mã M12 này, 100k 5 cái lưới như này. Em có những cái lưới mà bên ngoài nó có một cái hình tròn như này. Bên trong là lưới bằng inox các bác nhé. Lưới rất là mịn. Về các bác có thể chế cháo này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 12, rộng 12, vuông 12 nhé. Còn cái đường kính hình tròn này nó là 9,5 cm. Mã M12 100k 5 cái combo. Combo mã M12 100k 5 cái các bác nhé. Tiếp theo là mã M13 này, 100.000 đồng 4 cái này. Em có những cái hình tròn và có lưỡi lưới chắn như thế này. 100k 4 cái các bác nhé. Đấy, đường kính của nó này, đường kính bên ngoài của nó này là 9,5 này và đường kính lỗ bên trong của nó là 6. Đường kính bên trong là 7 cm các bác nhé. Cái lưới này nó thừa hơn các bác nhé. Mã M13 có giá là 100.000 đồng 4 cái cho các bác này. Tiếp theo là mã M14 có giá là 100.000 đồng, combo 6 cái miếng nhôm. Này, ở đây thì các em có những cái miếng nhôm hình tròn như thế này, này. Nó như cái dạng đồng xu ấy, mặt phẳng các bác nhé. Đây, mặt phẳng này, phẳng ly. Đấy, ở dưới thì nó có thêm một cái rãnh ở dưới này. Đấy, đường kính bên ngoài của nó là 6 cm này và độ dày là 1 ly. Đấy, 6 x 1. Đấy, giá là 100.000 đồng 6 cái nhé, 6 cái miếng nhôm tròn như thế này. Đấy, mã M14 100.000 đồng 6 cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã M15 sẽ có giá là 110.000 đồng 6 miếng. Đây, cái miếng nhôm vẫn là miếng nhôm tròn, ở giữa thì nó có cái rãnh như thế này. Đấy, đường kính của nó sẽ là 7,5 à đâu, 7,4 cm chứ các bác. Đấy, cái đường kính ở ngoài là 7,4 cm này. Đấy, độ dày của nó là 12 mm, có nghĩa là 1,2 cm nhé. Đấy, tấm này thì vẫn thế. Đấy, tấm tròn tròn như này vẫn có một cái rãnh ở giữa các bác nhé. Mã M15 có giá là 110.000 đồng 6 miếng nhé, 110.000 đồng 6 miếng các bác nhé. Tiếp theo là mã M16 này, có giá là 80.000 đồng một đôi này. Em có những cái ke góc bằng inox dày 5 ly các bác nhé. Đây, cái inox của nó không phải dày 5 ly mà nó dày là lên tới 6 ly các bác nhé. Đấy, nó dày lên tới 6 ly, 80.000 đồng một đôi các bác nhé. Đấy, cái bản rộng này nó sẽ là 8 cm này.
một chiều này là 5,5 và một chiều này là 5 cm nhé. Đấy, mã M16 có giá là 80.000 đồng một đôi nhé, 80.000 đồng hai cái. À, tiếp theo là mã M17 có giá là 100.000 đồng 4 cái thanh inox. Thanh inox này có chiều dài là 20, chiều rộng là 7 nhé, độ dày là 3 ly. Đấy, thanh này thì có hai rãnh ở đây, các bác có thể cố định bắt ốc này và 4 lỗ ở đây. Đấy, thanh này thì ở giữa thì nó sẽ có một cái thanh cố định để tránh bị cong nhé, tránh bị bẻ cong. Nó dày đã dày 3 ly, có thêm cả thanh cố định nữa các bác nhé. Mã M17 có giá là 100.000 đồng 4 thanh cho các bác nhé. Tiếp theo là mã M18 này, em có hai cái góc dày 3 ly. Hai cái góc dày 3 ly kích thước như nhau các bác nhé, kích thước như nhau. Đấy, 120 một đôi này. Mã M18 120 một đôi nhá. Cái bản này thì nó sẽ rộng là 10 này. Chiều này là 10 và chiều này là 8 nhé. Gọi là cái này là 10 x 10, cái mặt này là mặt vuông 10 x 10 này. Mặt này là 10 x 8 các bác nhé. Có hai rãnh bắt ốc và 4 lỗ bắt ốc ở đây. Mã M18 120 một đôi các bác nhé. Hai cái, em có hai cái. Tiếp theo là mã M19 này có giá là 140.000 đồng. 140 đồng combo, rất là nhiều những cái ke góc ở đây này. Đấy, rất là nhiều những cái ke góc vuông ấy. Có cái to, cái nhỏ này. Đấy. Có cái dày, cái mỏng này. Đấy. Rất là nhiều, 140 ở đây các bác nhé. 140 cả cái đống như này. Đấy. Tiếp theo là mã M20 nhá, sẽ có giá là 100.000 đồng. 4 cái thanh chữ U bằng inox như này, chữ U bằng inox này. Đấy, cái cạnh của nó được bo cạnh ấy. Đấy, thanh chữ U các cạnh của nó sẽ được bo cạnh nhá. À, chiều dài của nó sẽ là 15,5 cm này. Chiều rộng ở đây là 10 cm và bo cạnh lên là 3 cm. Độ dày inox nó sẽ là gần 2 ly các bác nhá. Gần 2 mm. Đấy. Nó khoảng 1 ly 8 nhân 2 ly đấy. Mã M20 100.000 đồng 4 cái cho các bác nhé, 100k 4 cái này. Tiếp theo thì ở đây em có một cái tấm nhôm các bác nhé. Đấy, tấm nhôm khá là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó sẽ là 66 cm, chiều dài, chiều rộng sẽ là 25,5 cm, độ dày là 8 ly các bác nhé, 0,8 cm. Đấy, số lượng thì em có 9 tấm này. Đó, mã tấm nhôm số 1 giá là 450.000 đồng một tấm nhé. Hàng tháo máy đã qua sử dụng thì chắc chắn sẽ có những cái lỗ bắt ốc các bác nhé. Những cái lỗ bắt ốc đã được khoan sẵn ở trong nhà máy các bác nhé. Đấy, mã tấm nhôm số 1 này em có số lượng 9 tấm. Hàng hai mặt đẹp như nhau các bác nhé. Đấy, nhôm hai mặt đẹp như nhau. Mã tấm nhôm số 1 giá là 450.000 đồng các bác nhé. Em đọc lại kích thước cho các bác nhé. Chiều dài là 66 cm này. Chiều rộng là 25,5. Độ dày của nó là 8 ly các bác nhé, 0,8 cm. Đấy, có số lượng thì em có 9 tấm và giá thì 450.000 đồng một tấm các bác nhé. Tiếp theo là mã M21 này. Đấy, 60.000 đồng ở chỗ này nhé. Chỗ này sẽ có khoảng 2, 4, 6, 8, 10 cái. Ở đây thì em có những cái 10 cái móc. Cái móc như thế này để các bác có thể treo đồ nhé. Nó được làm bằng inox và tháo trong nhà máy, tháo trong những cái máy thiết bị xuống nhé. Đấy, inox này cái thanh inox đặc, bia cong góc vuông. Ở đầu này thì sẽ có gen các bác nhé. Đấy, đầu này sẽ có đầu gen, nó có một con ốc ở đây này. Đấy. Mã M21 60.000 đồng. À, em đo kích thước của nó nhé. Một chiều này nó sẽ là 12 này. Một chiều này nó sẽ là gần 9 cm nhé. Combo 60.000 đồng chỗ này. Mã M21 nhé. Tiếp theo là mã M22 này. À, combo 80.000 đồng chỗ này nhé. Chỗ này thì nó có thêm một cái đế nhôm. Lặt vặt có thêm một cái đế nhôm ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái đế nhôm và có 4 cái không có nhé. 9 cái có đế và 4 cái không có nhé. Kích thước thì chắc là nó giống cái này thôi.
đấy, giá 80.000 đồng combo chỗ này, mã M22 các bác nhé, combo M22 80.000 đồng này. Tiếp theo combo M23 có giá là 160.000 đồng này. Đấy, combo này thì nó dài này. Cái này thì một chiều nó sẽ là 17 và một chiều nó sẽ là 12 cm nhé. Đấy, đường kính của cái này nó sẽ là 6 ly, cái inox này, cái thanh inox này nó là 6 ly các bác. Mã M23 160.000 đồng combo ở đây khoảng hơn chục cái, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, khoảng 16 cái gì đấy, 160.000 đồng các bác nhé, mã M23 này. Tiếp theo là mã M24 này, em có những cái đai siết bằng inox các bác nhé. Đấy, hàng của Trung Quốc sản xuất thôi, nhưng mà hàng Trung Quốc xịn các bác nhé. Nó có make in China đàng hoàng, chứ còn hàng Trung Quốc nhái thì nó ở trên thị trường thì nó không có ghi cái make in China đâu, có khi ở Việt Nam mình làm nhái nữa cơ. Còn cái hàng này là hàng Trung Quốc xịn đấy các bác nhé. Đấy, làm bằng đai bằng inox này. Đấy, còn ốc này được làm bằng thép các bác nhé. Mã M24 combo 10 cái là 90.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo là mã M25 này, có giá là 70.000 đồng, 70.000 đồng một cái chân nhôm như này. Chân nhôm thì có một mặt thì nó sẽ có cái đế như này, có hai cái lỗ bắt ốc các bác nhé. Mặt này thì không có đâu. Đấy, chiều cao của chân nhôm này là 40,5 cm nhé, 40,5 cm này. Chân nhôm này thì kích thước là 3x6 nhé. Nhôm này là thanh nhôm định hình 3x6, còn cái đế này thì cái đế nó dài 10x3, 10cm x3 thôi. 70.000 đồng một chân, mã M25 các bác nhé, mã M25 70.000 đồng một chân. Tiếp theo là mã M26 nhá, em có combo là 12 cái bản lề này. Đấy, 12 cái bản lề bằng nhôm tháo máy các bác nhá. Đấy, giá nó hơi xước xước một chút thôi. Đây, nó bị xước trong sơ bong tróc như này này. Các bác về không thích dùng cái màu này thì các bác có thể sơn màu khác lên để cho nó đẹp nhé các bác nhá. Đấy, hai bản lề thì nó sẽ là có kích thước là 60x70, một chiều 6 một chiều 7 nhá. Giá là 100.000 đồng 12 cái, combo 100.000 đồng 12 cái nhá. Tiếp theo là mã M27 này, em có rất là nhiều những cái loại bản lề. Đấy, cái thì bóng, cái thì mờ các bác nhá. Đấy, cái thì bóng, cái thì mờ, cái thì to hơn một chút, cái thì nhỏ hơn một chút nhé. Đấy, có cái thì 60x60, có cái thì 60x70 nhé. Đây, có cái kích thước là một chiều 6x7 này. Đây, chiều này là 7 này, chiều này là 6 này. Có cái thì hai chiều là 6cm luôn nhé. Đây, 6x6 này. Đấy, mã M27 có giá là 100.000 đồng 10 cái nhé. Combo 10 cái bốc xô cho các bác nhé. 10 cái bốc xô 100.000 đồng. Tiếp theo thì ở đây là mã M28 nhé. Mã M28 có giá là 100k 4 cái ổ cắm, 100k 4 cái ổ cắm này. Ổ cắm này thì hàng tháo máy của Hàn Quốc các bác nhé. Hàng tháo máy của Hàn Quốc này. 16A 250V, Made in Korea ở đây các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều dài của ổ nó sẽ là 10 này, rộng 5 và chiều cao là 4cm nhé. Đấy, mã M28 có giá là 100.000 đồng 4 cái ổ này nhé. Đấy. Tiếp theo là mã M29 này, có giá là 90.000 đồng 90.000 đồng một cái van xoay lật như này. Van xoay lật như này. Đấy, hiện tại thì không có cái ốc chốt ở bên trên này, nó bị rơi mất cái ốc chốt ở bên trên, chứ không là mình không xoay được vòng tròn như thế đâu. Mình chỉ xoay được đây, close và open như này thôi. Đấy nhá. Khi mà có cái ốc chốt bên trên, các bác về lấy con ốc lùa có gen vặn vào đây là được. Đấy, chất liệu của nó đều là bằng nhựa PVC hết các bác nhé. Đường kính bên ngoài là 6cm này, và đường kính lỗ bên trong là 10cm các bác nhé. Đấy, 90.000 đồng mã M29 cái này nhé, 90.000 đồng cái này cho các bác, mã M29 nhé. Tiếp theo là mã M30 này, sẽ có giá là 140. Đấy, 140 một cái van.
Van này là van của Thái Lan các bác nhé. Đấy, van đồng, van bằng đồng gen 21 này. Van bằng đồng gen 21, hàng của Thái Lan các bác nhé, made in Thái Lan này. Đấy, các bác nào tín đồ của hàng Thái thì sử dụng những con van này. Van này bằng đồng vàng các bác nhé. Đấy, cái này bằng đồng, còn cái này được làm bằng nhôm. Đấy, nhôm hợp kim các bác nhé. Đấy, hai đầu gen là hai đầu gen 21, giá là 140.000 đồng, mã M30 này. Tiếp theo là mã M31 này, sẽ có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một con xi lanh, nó còn gọi là e cylinder này, con xi lanh khí nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc sản xuất, made in Korea. Đấy, con này thì nó chịu áp được là 1 MPa, tương đương với là 10,2 kg. Đấy, tương đương với 145 PSI. Đấy, trên đây nó ghi hết. Đấy, hàng cylinder các bác nhé, cylinder có cái đế ở đây. Đấy, con này của Hàn, con này là hãng KCC của Hàn, còn con này là SMC cũng của Hàn Quốc nhé. Con này của SMC cũng của Hàn Quốc nhé. Hai con thì nó như nhau thôi. Giá là 180.000 đồng các bác nhé. Hành trình của nó đi được là 75, có nghĩa là 7,5 cm nhé. Khá là to đấy. Hành trình của nó đi được 7,5 cm thôi. 180.000 đồng một khái các bác nhé. Tiếp theo là mẫu M32 này, em có những cái tay gá. Tay gá này, ở trong nhà máy thì họ dùng để gá màn hình máy vi tính, còn mình về thì mình có thể gá màn hình máy vi tính cũng được này. Mình treo những cái loa đài, tivi, chơi nhảy đều được. Cái này có thể bỏ treo đèn, treo cam, treo các kiểu ấy. Cái này thì các bác có thể bắt vào tường này, rồi các bác đế vào đây. Các bác muốn cố định chắc chắn thì các bác vặn con lục ốc này lại. Đấy, để xuống như nó không rơi nhé các bác nhé. Cái này được làm bằng nhôm nhé, khung nhôm, vỏ nhôm này. Ở đây này có một cái cộng trừ ở đây này, các bác dùng cái lục giác ở đây vặn lên xuống để nó tăng chỉnh cái độ nặng cho cái lò xo ở bên trong nhé. Đấy, đây, chất liệu bằng nhôm hết nhé. Chất liệu bằng nhôm hết. 230.000 đồng một cái này, mã M32 nhé. 230. Xin lỗi các bác nhé, cái khung này được làm bằng nhôm, cái này được làm bằng thép nhé. Cái đế được làm bằng sắt nha các bác nhé. Tiếp theo là mã M33 này. Ở đây thì em có những cái hộp cầu đấu này. Cái này có một, còn một cái rồi các bác nhé. Em còn một cái hộp cầu đấu này. Bên trong thì sẽ có cầu đấu và có dây điện này. Đây, hai cái đường ống dây dẫn ra dẫn vào của nó ở đây. Cái trước cái hộp này thì nó sẽ là 25 cm này. Rộng là 15 và chiều cao ở đây là 10 cm nhé. Mã M33 có giá là 250.000 đồng cái hộp này. Tiếp theo ở đây là mã M34 nhé. Đấy, còn những con ốc inox 304 này. Inox 304 rất là chất lượng. Inox của nó sẽ là 304 nhé. Ốc này là ốc M12 các bác nhé. Ốc này là ốc M12 này. Chiều dài ốc ở đây là 3,8 cm này. Ốc vặn bằng cà lê mọ lết nhá. Giá là 40.000 đồng 10 cái các bác nhá. Mã M34 40.000 đồng 10 cái cho các bác này. Tiếp theo là em có những cái chân tăng bằng inox các bác nhé. Đấy, chân tăng hàng thao máy bằng inox. Đấy, chân tăng chỉnh này, đấy, có ốc vặn lên các bác này. Đấy, chất liệu được làm bằng inox các bác nhé. Hàng thao máy, chiều cao của chân này nó sẽ là 13,3 cm nhé. Đường kính chân là 9,8 cm này, và đường kính trục vặn ở đây là 3 cm các bác nhé. Đấy, mã chân tăng inox giá là 540 một bộ 4 chân nhé các bác nhé. 540 một bộ 4 chân tăng bằng inox này cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có những cái tay nắm bằng thép các bác nhé. Đấy, tay nắm bằng thép đang có 3 loại. Em có 3 loại nhé, em để từng loại xuống xong rồi giới thiệu cho các bác nhé.
Loại tay nóng số 1 này giá là 50.000 đồng 10 cái nhá. 10 cái combo, 10 cái có giá là 50.000 đồng. Cái bản này của nó sẽ rộng là 8 cm đây. Đấy, cái bắt của nó thì thuộc dạng chân vịt như thế này các bác này. Xin lỗi các bác nhé, em vừa có cái điện thoại một chút. Đây. Quay lại với tay nắm số 1 nhé, 10.000 đồng. À, 10 cái 50.000 đồng các bác nhé. Đấy, chiều dài của nó là khoảng 8,5 cm này. Đấy, còn cái chân bắt của nó thuộc dạng chân vịt như này. Hai con chân về một phía này, chân bắt thuộc dạng chân vịt. Chiều cao ở đây nó sẽ là 5 cm các bác nhé. Đấy. Mã tay nắm số 1 giá là 50.000 đồng, 10 cái nha các bác nhé. Combo 10 cái 50.000 đồng. Tiếp theo là mã tay nắm số 2 này, có giá là 40.000 đồng, combo 10 cái nhá. 10 cái 40.000 đồng. Đấy, cái tay nắm thì nó thực dạng thông thường thôi, hai cái vít nó thẳng hai bên như thế này. Đấy, chiều dài phần đế thì nó sẽ là 10,5 cm đi. Còn chiều dài phần tay thì nó chỉ có 6 cm nha các bác, dùng hai cái tay, hai ngón tay các bác dùng để kéo những cái ngăn kéo thôi. Đấy. Combo 10 cái 40.000 đồng mã tay nắm số 2 các bác nhé. Tiếp theo là mã tay nắm số 3 này. Đấy, combo 10 cái các bác nhé. Combo 10 cái sẽ có giá là 60.000 đồng. À, những cái tay nắm bằng thép số 3 các bác nhé. Nó tay nắm này thì nó cũng thuộc dạng những cái chân nó nằm một phía này. Đấy, thuộc cái dáng của chân vịt này. Đấy. Chiều dài ở đây nó sẽ khoảng 9,8 cho là 10 cm, chiều dài là 10 này. Đấy, chiều cao ở đây nó rơi vào khoảng 6 cm. Mã tay nắm số 3 giá là 60.000 đồng, combo 10 cái nhé. 10 cái có giá là 60.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo là mã M35 nhé. M35 em có bộ motor này. Bộ motor. Bộ motor kèm cái điều khiển này nhé. Đấy, như hôm qua em có 3 bộ, em bán còn 1 bộ thôi. Đây em đấu sẵn cho các bác, hôm qua em chưa đấu, hôm nay hôm qua về chưa kịp đấu nhá, hôm nay có đấu sẵn lực luôn cho các bác rồi. Đấy. Đấy. Combo combo gồm điều khiển này và động cơ ở đây các bác nhá. Đấy. Một điều khiển, một động cơ. Động cơ này là 120W. Đấy, động cơ 120W các bác nhá. Tỷ lệ hộp số của nó là 1/18 nhá. 1/18. Ở đây em test luôn cho các bác này. Đấy. Đây có động cơ ở đây, có điều khiển ở đây. Đây em dán lên đây để cho các bác nhìn thấy nó quay nhanh chậm như thế nào thôi. Đấy, cấp điện là nó quay thôi các bác nhé. Cấp điện là nó quay. Đấy, ở đây thì có cái đảo chiều ngược chiều thì các bác đấu dây ở đây này. Về các bác đấu thêm một cái công tắc đảo chiều từ 0V đến chữ F với kép này và RVE này. Đây, các bác muốn giảm tốc này, các bác nhấn cái nút xuống này. Đấy, các bác nhấn Enter này. Đấy. Đấy, các bác nhấn Enter là nó bắt đầu nó quay chậm lại rồi các bác nhé. Đấy, đây. Các bác thấy nó quay nhá. Xong các bác muốn tăng tốc này, các bác lại nhấn đơn giản thôi, các bác nhấn cái nút lên này cho nó tăng hết tốc lên. Đây em cho đây, em cho lên kịch trần luôn các bác nhé. Đây, cho em lên, cho em cho nó mắc. Không biết là nó mắc được bao nhiêu nhá. Đấy, nó hình như nó quay nhanh lên luôn rồi hay sao đấy các bác ạ. À, nó quay nhanh lên luôn này các bác này. Em chỉnh lên thì nó quay nhanh lên luôn nhá. Bây giờ em chỉnh xuống này. Em chỉnh xuống cho nó sẽ quay chậm luôn này. Em lúc nãy em không cần nhấn Enter nó cũng quay luôn này. Đây. Các bạn nhìn cái tốc độ của nó nhá. Đấy, bắt đầu nó quay chậm luôn. Có nghĩa là tự điều chỉnh luôn. Đấy, nó có thể điều chỉnh, nó sẽ tự
tự nhận luôn các bác nhá, các bác chỉnh nhanh thì nó sẽ quay nhanh, các bác chỉnh lên thì nó sẽ quay nhanh luôn, các bác không cần nhấn cái enter enter gì ở đây nữa này. Đấy, các bác chỉ cần hai cái nút nhấn lên chỉnh xuống như thế này thôi. Đấy. Rồi, em cấp điện lên để cầm vào đây cho nó chắc chắn các bác nhá. Đây. À, một bộ gồm động cơ là một 120W này. 120W nhá. Đấy, động cơ 120W này. Đấy, điện sử dụng là 220V này. Đấy, tốc độ quay của nó sẽ là 1200 vòng trên 1 phút các bác nhá. Đây. Hộp số này, hộp số tỷ lệ 1 trên 18 này. Đây. Đây là cái điều khiển của nó nhá. Điều khiển của nó này. Đấy, dây hơi ngắn một chút, vậy các bác nối dài các bác nhé. Đấy, một bộ như này có giá là 780.000 đồng các bác nhé. Đây, về các bác chỉ việc cấp nguồn vào chữ L và chữ N này để sử dụng các bác nhé. L và N để sử dụng này. Đấy. Mã này là mã M35 các bác nhé, 780.000 đồng một bộ nhé. Tiếp theo là mã M36 ấy, có giá là 80.000 đồng, 80.000 đồng một cái đèn Qline. Đấy, đèn Qline của Hàn Quốc, sử dụng điện AC 220V nhé, không ghi công suất ở đây các bác nhé. Đấy, nói công suất của nó thì chắc cũng đến 10W thôi các bác nhé, hơn 10W, hơn 10W một chút thôi. Đấy, và bóng đèn này thì có chiều dài ở đây thì là 45cm các bác nhé, dài bóng này, bóng đèn bằng LED các bác nhé. M36 80.000 đồng một bóng nhé, em có 3 bóng này. Tiếp theo thì ở đây thì em có 3 cái bóng đèn nhé, 100.000 đồng 3 cái nhé. Bóng đèn như này. Cái bóng đèn như thế này, hàng tháo cho những cái tủ ra các bác nhé, các bác làm những cái bóng đèn cho những cái tủ điện này. Đấy. 100.000 đồng 3 cái mã M37 các bác nhé. Đấy, điện sử dụng là 24V DC thôi. Đấy. Mã M37, 100.000 đồng 3 cái cho các bác. Tiếp theo thì ở đây em có những cái bộ màn Acura này, màn của Acura nhé. Đấy. À, màn Acura, màn quản lý điện năng Acura. Đấy. À, có hai loại cảm biến nhé, một loại 60A và một loại 100A này. Đấy. Một loại 60A, một loại 100A nhé. À, các bác về sử dụng điện 220V thì nó sẽ hiển thị được rất là nhiều những cái thông báo ở bên trên nhé. Đấy. Hiển thị được rất là nhiều thông báo ở bên trên đây. Đấy. Đấy. Bộ về cho các bác chưa cài đặt này, các bác về tự cài đặt này là 750.000 đồng, 60A. Đấy. Bộ 100A sẽ là 850.000 đồng. Đây là chưa cài đặt nhé. Đấy, các bác muốn cài đặt thì giá thì nó sẽ là cao hơn một chút các bác nhé. Đây là giá cho các bác chưa cài đặt. Dây jack đầy đủ, về các bác chỉ việc cắm và cài đặt nhé. Tiếp theo là M38 này, có giá là 380.000 đồng. Ở đây thì em có một con động cơ quạt nhưng mà nó mất điều khiển. Đấy, một động con động cơ quạt mất điều khiển, hàng của Korea các bác nhé, Made in Korea này. Đấy, rất là to và nặng. Đấy, con này nặng 7-8kg luôn. Đấy, siêu to và nặng luôn các bác nhé. Đấy, những con động cơ của quạt rất là to và chất lượng. Mã M38 380.000 đồng một con động cơ này các bác nhé. Tiếp theo là mã M39 này, có giá là 200.000 đồng 3 cái 200k 3 cái át chống giật các bác nhé. Át chống giật của LS này. Đấy, át chống giật của LS. Công suất của nó là 6A 230V nhé. 6A 230V thì tương đương nó khoảng 1200W. Đấy, 1200W đấy. Cái những thiết bị mà sử dụng dưới 1200W như là những cái máy bơm nước này, rồi tủ lạnh, hoặc là những cái máy bơm ở bên ngoài, các bác dùng một con át chống giật để cho nó an toàn các bác nhé. Con 6A này là sử dụng quá dư rồi, công suất con máy bơm của các bác nó chỉ có khoảng 200-300W thôi, chứ không có nhiều đâu các bác nhé. Đấy. Mà dùng một con át chống giật cho những cái con máy bơm các kiểu hay bị rò điện, rất là chất lượng, con hàng của LS Korea các bác này. 200.000 đồng 3 cái, combo 3 cái 200.000 đồng.
Tiếp theo là mã M40 nhé, có giá là 100k một cái nhé. Ở đây thì em có những con át chống giật của Fato này. Đấy, Fato. Con này là 32A, dòng rò cũng là 30mA nhé. Con này Fato của Trung Quốc thôi, hàng của Trung Quốc. Giá là 100.000 đồng một cái nhé, mã M40, công suất là 30A. Tiếp theo là mã M41 này. Con này là con của Shin, CHINT, cũng là hãng của Trung Quốc các bác nhé. Dòng rò của nó cũng là 30mA. Đấy. Con này công suất là 20A nhé. Át chống giật 20A của Shin. Giá là 80.000 đồng một cái nhé. 80.000 đồng một cái này. Mã M40 các bác nhé. Tiếp theo thì em có những cái dây nguồn nồi cơm điện, nồi cơm 3 chấu, nồi cơm này, dây nguồn 3 chấu, nồi cơm điện 40.000 đồng một sợi nhé. Đấy. Hàng thao máy của Hàn Quốc, dây dài khoảng 1m đến 1m2 các bác nhé, 40.000 đồng một sợi. Tiếp theo là mã M42 này, có giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Ở đây thì em có một con lọc nguồn Cosel của Nhật Bản, Made in Japan các bác nhé, lọc nguồn Cosel, Made in Japan. Đây, lọc nguồn này là 250V 30A các bác nhé, một tầng lọc. Hai đầu, một đầu vào, một đầu ra ở đây, live và loát ở đây. Mã M42 250.000 đồng một cái, em có hai cái này, công suất là 30A các bác nhé. Tiếp theo là mã M43 có giá là 100.000 đồng. Combo 7 cái nhé, 7 cái có giá là 100k này. Những con áp tép công suất là 6A nhé. Đấy, áp tép công suất là 6A, 6A 250V thì là 1200W đấy các bác nhé. Đấy. Áp tép công suất 6A. M43 có giá là 100.000 đồng, 7 cái nhé, combo 7 cái 100.000 đồng các bác này. Tiếp theo là mã M44 này. Đấy. M44 em có một con át của Mitsu nhé. Con át chống giật 10A của Mitsu. Đấy, dòng rò là 30mA các bác nhé, chống giật của Mitsu. 10A giá là 130.000 đồng, mã M44. Át chống giật 10A của Mitsu này. Tiếp theo này em có con át thường nhé, con át này chỉ át chống quá tải thôi. Đấy, át chống quá tải. Mã M45 có giá là 110.000 đồng, 110.000 đồng. Một con át 20A nhé, át chống quá tải nhé, 110.000 đồng. Con át 20A như này. Đấy, mã M45 các bác nhé. Tiếp theo là mã M46 này. Đấy, ở đây thì em có những cái con quạt. Quạt này là quạt Futech của Đài Loan các bác nhé, quạt Futech của Đài Loan. Quạt này thì có một cái lưới inox dày 1.4 ly, lưới inox dày 1.4 ly, có hai cái lỗ này các bác, cái việc bắt ốc treo lên thôi là được nhá. Có cái lưới mặt này inox. Điện sử dụng là 220V các bác nhé, 220V, công suất của nó là khoảng 15-16W gì đấy. Đấy. Có lưới bên này và lưới bên kia các bác nhé, 90.000 đồng một cái nhá. Quạt là 12x12, độ dày là 2,5cm, khung nhôm cánh nhựa các bác nhé. Đấy, mã M46 là 90.000 đồng một cái này, có khung lưới inox này. Tiếp theo là mã M47 nhé, nó cũng là con quạt này thôi. Điện là 220V, công suất là 16W nhé. Đấy, Futech của Đài Loan, khung nhôm cánh nhựa. Con này thì không có cái mặt lưới inox kia, có một mặt lưới thép này thôi nhé. Quạt thì nó cũng là 12x12, độ dày là 2,5cm, giá 80.000 đồng một cái này. Nó có hai loại tem nhé, một loại tem xanh, một loại tem đen các bác. Đấy, tem xanh và tem đen. Đấy, 80.000 đồng một cái các bác nhé, mã M47. Tiếp theo là mã M48 này. Đấy, con này thì cũng vẫn sử dụng điện 220V nhé. Đấy, công suất của nó là khoảng gần 30-40W đấy, 0,28 thì 28 x 2 thì nó rơi vào khoảng 30-40W gì đấy. Rất là mạnh đấy các bác nhé, điện 220V hay 180.000 đồng một con nhé, 180.000 đồng. Ở cái thước đường kính của nó sẽ là 17 này, nhưng mà nó có hai cái cạnh góc vuông này, nó sẽ là 15. Cạnh góc vuông các bác có thể đứng ở đây nhé. Nó chỉ có một mặt có lưới thôi các bác nhé. Đấy, mã M48 là 180.000 đồng, 180.000 đồng một con quạt này, em có hai con thôi các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những cái bộ cửa nhôm các bác nhé. Đấy, bộ cửa bằng nhôm này. À, khung bên ngoài là bằng nhôm, khung bên trong bằng mica các bác nhé. Đây, bộ cửa này nó rất là to nên mà em chồng nó ra. Đấy, khi mà để xuống thì các bác phải để như thế này. Đấy. À, như thế này nó là một bộ các bác nhé, như này nó sẽ là một bộ.
Kích thước của bộ cửa này này, chiều cao của bộ cửa này nó sẽ là 74,5 cm chiều cao nhá, 74,5 cm chiều cao. Còn chiều rộng nhá, còn chiều rộng nếu mà trải hai cánh như thế này này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 98,5 nhá, 98,5, 99 thì mình còn trừ hao trừ hở các kiểu nữa các bác nhá. Đấy. Chiều cao là 74,5 và chiều rộng là 98,5 nhá. Đấy. Bộ này thì có thêm một cái khung ở giữa này, nó sẽ gia cố chắc hơn các bác nhá. Sẽ là hai tấm mica này. À, ở đây thì sẽ có lỗ này, các bác nhìn thấy nhá, có 3 hàng lỗ này. 1 2 3 hàng, mỗi hàng này sẽ có 2 4 6 8 10 12 13 cái lỗ nhá. Đấy. Khung bằng nhôm. Khung nhôm này thì kích thước của nó sẽ là 3,5 x 2 cm nhá, 3,5 x 2 cm. Đấy, một bộ như này thì sẽ có giá là 850 000 đồng các bác nhá. Em có một bộ như này. Một bộ là 850 000 đồng cho các bác nhá. Đấy, bộ. Và bộ cửa nhôm số 1 này. 850 000 đồng một cái bộ cửa như này các bác nhá. Em có bộ cửa nhôm số 1 này. 850 000 đồng cho các bác có thể nhìn lại một chút nhá. Tiếp theo thì ở đây em có bộ cái cửa nhôm số 2 các bác nhá. Bộ cửa nhôm thì chắc chắn là hàng thao máy này, hàng thao máy trên những cái máy của Hàn Quốc thì nó sẽ có xước sát các bác nhá, không thể tránh khỏi được đây. Các bác có thể nhìn thấy. Nó có xước này, là cái chỗ xước này. Đây, cái chỗ xước đây các bác nhá. Nó có xước sát không thể tránh khỏi được. À, bộ cửa này thì là bộ cửa gấp gấp, có nghĩa là gấp đôi lại như kiểu như này, gấp về đây. Xong nó sẽ gấp tiếp một lượt như này. Đấy, kiểu cửa gấp như thế nhá. Còn cái kích thước hai cánh này thì nó là bằng nhau. Các bác về có thể là chế thành hai cái cánh cửa gấp, mở cửa ra, mở vào được. Đấy. Ở chiều cao của cánh này nó sẽ chiều cao của bộ cửa này nó sẽ là 74,5 này. Và chiều rộng của nó cũng là 73,8 các bác nhé. Chiều rộng là 73,8, chiều cao là 74,5. Đấy. Các bác về có thể là lấy hai cánh này tháo cái bản lề này ra thì nó các bác lại được thêm một bộ bản lề nữa rồi. Đấy, các bác làm hai cái cánh úp ngược lại với nhau là được các bác nhé. Đó, chỉ có về là các bác phải là kiếm thêm một cái tay nắm ở đây nữa thôi. Vì cái bộ này thuộc dạng gấp như thế này. Đó. Gấp như thế này các bác nhé. Đấy, bộ cửa nhôm số 2. Ở đây thì em có những có bộ cửa nhôm số 2 này. Đấy, giá là 750 000 đồng các bác nhé. Bộ cửa nhôm số 2 các bác. Đấy. Cửa nhôm số 2 giá là 750 000 đồng nhé. Kích thước thì em đo lại cho các bác nhé. Chiều cao của nó sẽ là 74,5 này. Chiều cao là 74,5. Và chiều rộng ở đây nó sẽ là 73,8 cm nhé. Tiếp theo thì ở đây em có bộ cửa nhôm nhé. Một bộ cửa nhôm nữa. Cửa nhôm này gồm hai cái cánh nhỏ. Đấy. Cánh nhỏ này thì nó lại gấp theo kiểu là như thế này. Nó gấp, nó mở một nửa này. Xong một nửa lại mở tiếp như thế này. Đấy. Nó kiểu là mở hai nửa một đấy. Đấy, đây là một bộ nhé. Một bộ nó sẽ gồm đây. Một cái ở dưới này và một cái ở đây này, nó sẽ là đối xứng với nhau ở đây. Nó sẽ kiểu như thế này. Đấy, kiểu như thế này các bác nhé. Đấy, các bác nào mà làm những cái ngăn dưới, ngăn tủ dưới của bếp ấy, hoặc ngăn bên trên bếp cũng được. Đấy, cái này thì nó kích thước nó rất là vừa các bác nhé. Chiều cao của nó thì chỉ có khoảng là 40,8 thôi. 40,8 cm chiều cao này. Còn chiều rộng, nếu mà chiều rộng cả bộ như này nó sẽ là 1m 1m14,5 nhá. 1m14,5 trừ khe hở lên 1m15 đi. Đấy. Nó dài, cái chiều rộng như này nó sẽ là 1m15 nhá. Và chiều cao ở đây nó rơi vào là 40,8 cm nhá. Khung nhôm rất là to và chắc chắn nhá. Khung nhôm 3,5 x 2 cm. Khung nhôm 3,5 x 2 cm nhá. Đây là một bộ, đây là bộ cửa số 3 các bác nhé. Giá 860 000 đồng cho các bác này. 860 000 đồng bộ cửa này. Bộ cửa số 3 này nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một bộ cánh cửa nhôm. À, khung bằng nhôm và bên trong sẽ là bằng mica các bác nhé. Khung nhôm và bên trong bằng mica này. À, tay nắm bằng inox này. Có bản lề bằng nhôm các bác nhé. Đấy, sẽ có 3 cái bản lề bên một cánh này. Đấy, hai cánh thì sẽ có 6 bản lề. Đấy, hàng tháo máy thì chắc chắn thì nó có xước sát này.
một vài con ốc nó bị hơi han một chút các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, hơi han một chút này. Này, hàng tháo trên máy của nước ngoài, của Hàn Quốc thì có những một cái tem một tiếng Hàn và tem phiên dịch tiếng Việt đã có sẵn các bác nhé. Ở trên bộ cánh này này là tay nắm của nó được làm bằng inox và âm vào khung mica này. Và ở dưới thì sẽ có một cái ô thoáng bằng những cái tấm lưới bằng inox nhá. Cái này là ô thoáng những cái tấm lưới bằng inox này. Đấy. Ở trên bộ cánh này này. À, một cánh này thì nó có một cái rãnh lỗ như thế này. Rãnh lỗ nó khoảng dài khoảng một ngón tay nhá, dài khoảng một ngón tay ở đây này. Và ở đây có một cái lỗ hình tròn ở đây nữa này. Đấy. Ở đây có một cái lỗ dài thì khoảng một ngón tay và cái này là cái lỗ hình tròn. Đây là tổng quan bộ cửa này các bác nhé. Đây. Kích thước của bộ cửa, chiều cao của nó sẽ là 137,5 cm nhé. Đấy là 1m37,5. Đấy. Gọi bằng mm thì sẽ là 1375 các bác nhé. Đấy. Chiều rộng ở đây là 71 cm. Đấy, chiều rộng là em tính cả hai cánh rồi các bác nhé. Em sẽ tính từ hông cánh bên này sang hông cánh bên này. Các bác phải về thì các bác chỉ trừ hao ra một chút nhé. Các bác về đo lại để các bác làm khung cho nó phù hợp. Đấy. Ở đây thì em đo thì em chứ 1-2mm thì em chứ làm tròn lại thôi. Ví dụ cái 71, rộng 71 này thì thường nó sẽ là 71,1, 71,2 thì em làm lại 71 các bác nhé. Các bác nên phải đo lại một chút để khi về các bác đo lại một chút để cho nó chắc chắn, tránh làm hở nhiều quá nó không được đẹp nhé. Đấy, hình thức của của bộ cánh cửa thì hàng thao máy thì chắc chắn là có xước sát và một vài cái chi tiết con ốc thì nó sẽ bị hơi han một chút như thế này các bác nhé. Đấy. Ở đây thì là bộ cửa số 4 các bác nhé. Giá là 1.200.000 đồng một bộ. Chiều cao là 1m37,5, chiều rộng là 71 cm nhé. Đấy, những bộ cánh này thì em vẫn có nhiều bộ các bác nhé. Em có nhiều bộ, các bác nào mua 1-2 bộ thì em vẫn có cho các bác nhé. Đấy, bộ cửa số 4 giá là 1.200.000 đồng một bộ cho các bác nhé. Đây các bác có thể ngó lại một chút này. Đây là tổng quan cả của bộ gồm hai cánh các bác nhé. Tiếp theo em có một bộ cánh cửa khung nhôm, bên trong cánh thì nó sẽ làm bằng mica các bác nhé. Khung bên trong thành khung bên ngoài thì là khung nhôm định hình, bên trong thì sẽ là bằng mica. Ở dưới phần dưới cánh thì nó sẽ có một cái ô lưới này, ô lưới được làm bằng inox các bác nhé, ô lưới thoáng được làm bằng inox này. Đấy, ở hai bên rìa thì sẽ có đầy đủ 1, 2, 3 cái bản lề cho các bác nhé, vì cánh dài. Cánh nó cao thế nên mà sẽ có 3 bản lề để tránh bị cong cong quanh vênh ấy. Kiểu như thế. Sẽ có 3 cái bản lề để chịu lực tốt hơn các bác nhé. Đấy. Hàng tháo trên máy của nước ngoài. Đấy thì nó vẫn còn này. Đây là nguyên một bộ của nó nhé. Đây các bác nhìn thấy nó sẽ có cái tem niêm phong này. Đấy. Đây em quay sát lại một chút cho các bác xem. Đây. Nó còn cái tem niêm phong này. Đấy, đây là nguyên bộ nhé, còn tem niêm phong này, còn cảnh báo của chữ của tiếng Hàn và cảnh báo chữ của tiếng Việt này. Đấy. Có đầy đủ tay nắm nhé, tay nắm cửa này, tay móc cửa này, được làm bằng inox các bác nhé, tay này được làm bằng inox này. Đấy. Rồi, kích thước của nó các bác nhé. Đấy. Ở đây thì em có kích thước này. Chiều cao của nó sẽ là 1m37 các bác nhé. Chiều cao là 1m37. Đấy, chiều rộng của nó, rộng nó sẽ là rộng hai cánh các bác nhé. Rộng của nó sẽ là gồm hai cánh luôn nhé. Nó sẽ là 91 cm. Đấy. Ở bên trên cánh cửa này này, nó sẽ có hai cái lỗ. Đây, một cái nó nằm ở đây. Một cái lỗ ở đây, đường kính của nó sẽ khoảng 2 cm nhé. Đây, cái lỗ này này. Đấy. Và ở đây có một cái lỗ này. Nó dài khoảng một ngón tay hơn một chút nhé. Một ngón tay hơn một chút. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao là 137,5 cm, có nghĩa là 1m37,5 hoặc là 1375 mm. Đấy, chiều rộng là 91 cm các bác nhá. Đấy, bộ cửa số 5 giá là 1.300.000 đồng một bộ nhá. Đấy, bộ này thì em có một bộ nhá. Bộ cánh cửa số 5 này em có một bộ thôi. Đây, ở dưới hai cái ô thoáng bằng lưới inox này, rất là đẹp. Đây, các bác có thể ngắm lại một chút bộ cánh cửa này nhé. Các bác được việc thì
gọi điện ngay cho em Huệ để mua hàng các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một ít những cái thanh V inox các bác nhé. V inox 3x3 này, V inox 3x3 độ dày là 3mm nhé. Ở đây thì em có hai cái kích thước này, 61cm và 75cm các bác nhé. Đây, đấy, thanh V của nó đây các bác này. Đấy, thanh V độ dày là 3mm đây các bác nhé, 2.9 3mm này. Đấy, kích thước thì có hai loại nhé, một loại dài là 61cm, nó là 60.8 các bác nhé. Đây, 60.8 đây các bác này. Đây, 60.8, 60.9 này, nó chưa được đến 61 đâu. Đấy, nó còn 1mm nữa mới được cả. Đấy, 61cm nhé, là 70.000 đồng một thanh các bác này. Đấy, 70.000 đồng một thanh V các bác nhé. Và cái loại là 75cm này, nó sẽ là 90.000 đồng một thanh các bác nhé. Đó, 75 61 này, thanh này thanh 75 đây các bác này. Đây là thanh 75 nhá, nó cũng thiếu một khoảng 1mm được các bác nhé. Đây, các bác đã nhìn thấy nó thiếu khoảng 1mm này. Đấy, nó mới được 75 nhá. Đấy, đều là độ dày là 3mm các bác nhé. Đây, độ dày của nó đều là 3mm các bác này. Đấy, 2.95, 2.93 này, nó là 3mm một thanh. Đấy, trên thanh thì sẽ có một vài cái lỗ đây này, một cái lỗ này, hai cái lỗ này và ba cái lỗ để bắt ốc nhá, nó đã có sẵn rồi nhá. Đấy, em có hai loại thôi các bác nhé. 3x3 dày 3mm 61cm thì là 70.000 đồng một thanh, và 75cm thì là 90.000 đồng một thanh nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều đấy các bác này. Các bác cần thì có thể mua thử một vài thanh nhé. Đây, có một chút ở đây rồi này, nó sẽ là đã gần chục thanh rồi, 2, 4, 6 thanh rồi nhé. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bác cần thì mua thử một vài thanh trước nhé, mua một hai thanh trước nếu mà được việc, hoặc là về thấy ok thì có thể mua thêm các bác nhé. Đấy, em có hai loại kích thước như thế thôi. Các bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Ở đây thì em lại có một con bơm vacuum các bác nhé, bơm hút chân không đấy, bơm màng vacuum của Đức các bác này. Đây là tổng quan của nó nhé. Này, điện thì em đang cắm sẵn nhé. Đó, mặt này là nó sẽ là cái mặt hút này, mặt hút này, mặt xả khí này. Đấy, hai cái tay này sách này bằng nhựa nhá. Còn cái khung này nó sẽ bằng nhôm các bác này. Đấy, khung này bằng nhôm nhá. Đấy, đây nó cũng là cái tay sách này. Đấy, vị trí này này. Đấy, ủa chà, nó nặng quá các bác. Các bác đợi em một tí nhá. Đây ạ, con này, này nó sản xuất năm 2020 rất là mới nhé, sản xuất tại Đức này, made in Germany này. Các bác có thể phóng to màn hình ra để xem nhé. Đấy, con này sử dụng điện 200 đến 230V này, điện zin nhé các bác nhé. Công có ở đây có một công tắc này, một cục chì và một cái jack nguồn 3 chấu nồi cơm điện nhé. Em có tặng kèm khi các bác mua máy bơm các bác nhé. Đấy, bơm chân không này. Đấy, nó có thể hút được là 14.3 mét khối trên 1 giờ nhé, 14.3 mét khối trên 1 giờ, nó hút rất là mạnh các bác nhé. Đấy, mà lực hút của nó là 1.5M3 này. Đấy, 1.5M3, hàng made in Germany nhé, vacuum brand này. Đó, đây, em sẽ quay từ quay cái vị trí điều khiển cho các bác nhé. Đây, ở vị trí điều khiển thì em có hai loại, có nghĩa là ở đây là nó có một loại. Loại này là nó kèm cảm biến đi theo này. Đây là cái loại có sẵn cảm biến đi theo nhá. Cảm biến nó nằm ở đây. Các bác cấm cái ống hút vào đây, nối vào một cái chặng 3 để đo lưu lượng nhá. Còn một loại là cảm biến rời. Một loại là cảm biến này, nó đi theo cái màn rời này. Có nghĩa là cái màn này, này nó sẽ rời với cái dây cảm biến là kết nối rời nhá. Đấy, nó có cái rời thì nó có lợi thế nhá. Nó có lợi thế là các bác có thể là đưa cảm biến này ra xa hơn. Đấy, nhưng mà cũng không lợi thế lắm nhá. Như trong khi cái liền này này, các bác đưa cái đường ống này dài hơn thì nó cũng không khác gì là cái cảm biến này. Vì cảm biến này thì dây nó cũng có hạn chế rồi này. Dây nó có hạn chế rồi nhá. Dây nó có 2m thôi, 2m, 2m rưỡi thôi, thì nó cũng chỉ ra được như thế thôi. Cái này đường ống càng dài thì các bác nối càng các bác nối dài ống này thì là càng tốt thôi. Ống thì nó rẻ hơn nha các bác nhá. Đấy, đó là cái bộ điều khiển này.
bác lấy bộ nào cũng được, các bác inbox cho em, bảo anh cho anh cái bộ điều khiển kè liền cảm biến ở bên trong này, hoặc là cái bộ điều khiển cảm biến rời các bác nhé, các bác nhé, đấy đấy. Ở đây thì tiếng của nó sẽ có rất là nhiều tiếng nhé, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng nói chung là tiếng châu Âu, đấy. Và rất là nhiều các loại tiếng thứ tiếng khác nhé. Điều khiển thì nó cũng đơn giản thôi, đây là các chế độ này, mode này, vacuum, bơm, auto các kiểu này, đấy, configuration này, đấy. Ở đây thì có điều chỉnh được là sensor, màn hình các kiểu này, đấy. Đó. Thoát ra như thế nào nhỉ? Đây, bách ra các bác nhé, mode này, đấy, program này, đấy, mode này, vacuum down các kiểu này, đấy, display này, language này, cái này là các bác điều khiển thứ tiếng ở đây nhé. Đấy, xoay bằng cái núm này này, rất là núm này ve rất là thích các bác nhé. Đấy. Thôi em để tiếng Anh cho nó dễ hiểu này. Đấy, bách nó ra đi. Đấy, ở đây nó có một cái đế này, có một cái đế kèm theo nhé, dắt vào đây này. Đấy, dắt vào đây để sử dụng nhé. Đấy, sử dụng cũng rất đơn giản thôi. Các bác cài đặt nhiệt độ bằng cái này, cài đặt áp hút bằng cái này và nhấn start thì nó sẽ chạy nhé. Nhấn start thì nó sẽ chạy nhé. Ở đây thì em đang cài cái mode khác, đây, vacuum down này, đấy, là em nhấn OK này, là bấm start nó sẽ chạy này. Đấy, nó hút rất là mạnh các bác nhé, nó hút rất là mạnh, đấy, tốt này. Đấy, ở đây thì các bác đợi em một chút, em lấy một cái miếng giấy treo ở đây cho nó hút, cho các bác dễ nhìn thấy nhé, lực hút của nó nhé. Đây này, em bấm start là nó chạy nhá. Đây nhá. Thủng luôn tờ giấy các bác nhé. Đấy, nó hút thủng luôn tờ giấy các bác nhé. Rồi, rất là ghê gớm, rất là mạnh. Đấy, một con bơm của Đức này, bơm vacuum của Đức nhá. Đấy, con bơm này mã số 1 nhá. Bơm số 1 này, giá là 5.200.000 đồng một cái nhá. Là bơm vacuum thì em có nhiều loại này, nên em bơ lên con bơm này để bơm số 1 cho các bác nhé. 5.200.000 đồng một cái này nhé các bác nhé. Đấy, hàng các bác chuyển khoản thì sẽ được bao ship những cái con bơm và giá trị lớn. Đấy, nó vì hàng nặng thì các bác mua hàng thì cũng cọc trước cho em một vài trăm ngàn nhé. Đấy, con này nó nặng tận 30 kg cơ, 28.9 29 kg, đây là do nhà sản xuất nha, còn mình cân thực tế nó cũng tầm đấy các bác nhá. Đấy, tại vì khung nó là bằng nhôm, khung nhôm này. Đấy, chỉ có hai cái tay sách hai bên nó là nhựa thôi, khung bằng nhôm. Đấy, rất là đẹp, hàng tháo máy ra như mới luôn các bác nhá. Đấy, bơm vacuum số 1 này, giá là 5.200.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một con quạt hút cho các bác nhé. Quạt này là quạt của Nhật luôn. Quạt này là quạt của Nhật, còn rất là mới các bác này. Đấy. Hàng này hầu như là chưa sử dụng luôn, quạt rất là mới, còn nguyên cái túi bóng này các bác nhé. Đấy. Trước tiên thì em đo kích thước luôn cho các bác nhé. Nó thuộc cái quạt như kiểu là quạt sò thôi. Này, nó quay ra đây, thổi ra đây. Nó giống như cái vỏ sò, vỏ ốc thôi các bác nhé. Đấy. Kích thước này, chiều dài của nó sẽ là 51 cm này, chiều rộng ở đây là 49 nhá. Cái phần dài, cái phần dài nhất nó phải đo từ cái mép chỗ đây này, từ cái mép này sang cái mép này nó sẽ là 60 các bác nhá, 60, và cái phần này nó sẽ là 48-49 các bác nhá, 48 cm các bác nhá. Cái phần đường kính của cái quạt không thôi nhá, nó sẽ là 42 cm này. Đây là cái phần đường kính của quạt này, các bác có thể tháo rời nhá. Các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc này. Hàng của Nhật nó thiết kế rất là hay, các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc. Nếu mà hư hỏng thì các bác có thể thay rất là dễ dàng nha, 4 con ốc bác nhắc nguyên cái quạt ra. Còn cái lồng thì là vẫn giữ nguyên. Đấy. Các bác có thể thay quạt khác và lồng khác vào. Đấy. Đây là chiều quay này, nó có ghi cái mũi tên chiều quay ở đây các bác nhá. Hướng chiều quay này. Đấy. Nó quay một cái mà quay rất là êm các bác nhá. Đây, đây là thông số quạt này. Đây. Thông số quạt đây các bác nhá.
Quạt này là quạt của Panasonic này. Các bác có thể tra mã này FI3CT2S này. Công suất ở đây là nó ghi là 150W nhé. Đây là công suất trung bình 150W này. Ở đây này, nó có thể sử dụng bằng biến tần các bác nhé. Đấy, sử dụng bằng biến tần, sử dụng điện 200V này. Đấy, nếu mà 250Hz thì nó sẽ là 360W nhé. 60Hz sẽ là 411W này. Nếu mà các bác sử dụng điện 220V này, đấy là nó sẽ là 404W và 473W nhé. Đấy, ở đây là 220V này, max của nó sẽ là, đây là cái chênh áp hút này, 27.8, cái này là cái áp hút và áp thổi các bác nhé. Cái này là tiếng Nhật này, mình không đọc được. Đấy, nó toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, có sơ đồ đấu này, SRT các kiểu này. Đấy, cái này là các bác có thể về chạy bằng biến tần hoặc là chạy tụ đều được các bác nhé. Hiện tại thì em lấy tụ test ra đây thôi, em lấy tụ để em test quay cho các bác thôi. Còn các bác về có thể là sử dụng bằng biến tần này, còn không này, các bác nào không có biến tần thì các bác có thể bảo là để tụ cho anh sử dụng, đấu tụ luôn cho anh sử dụng thì em sẽ đấu luôn tụ cho các bác sử dụng nhé. Ở đây thì em đã đấu tụ rồi. Đấy, ở đây thì sẽ test qua cho các bác nhé, test qua một chút về cái vấn đề chiều quay các kiểu nữa này. Đấy, cho các bác có thể là thấy nhá, nó quay rất là êm này, quay nhẹ một cái như thế là nó quay rồi đây các bác này. Đấy, đây, đây, đây. Em quay nhẹ cái cánh chứ thế là nó quay. Để các bác nhìn thấy chậm chậm trên màn hình đúng không? Nhưng mà nó đang quay đấy, đang quay rất là nhanh ấy. Đấy, nó chưa dừng đâu, đây này. Đấy, như thế này là mới dừng này. Đấy, nó này mới dừng này, em quay này. Cái này nó vẫn chưa là quay đấy, tại vì cái tần số nó khác nhau một chút, thế nên mà các bác nhìn thấy nó quay nhẹ nhẹ, nó vẫn đang quay đấy, chưa dừng đâu các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn đang quay nhá. Đây. Đợi em một chút và em đang đấu cái điện. Đấy. Rất là mạnh luôn các bác nhé. Rồi, cắm vào thì nó hơi ồn một chút, thế nên mà em rút ra thôi. Đấy, nó hơi ồn một chút các bác nhé. Nếu mà quạt với nó thổi khá là mạnh, miệng hút rất là lớn này. Đây, miệng hút lớn này. À, miệng thổi nó là kích thước ở đây này. Đây là miệng hút nhé. Đường kính của nó sẽ là 26 này. Còn miệng thổi của nó sẽ là kích thước là 23 nhân với là 11 nhé. 23 nhân với 11, cái hình chữ nhật đấy. Đấy. À, bác nào cần con quạt này về chế cháo thì có thể inbox qua cho em nhé. À, ở đây thì em có quạt hút đó là mã số 1 này các bác này. Đấy. Quạt hút mã số 1 giá là 1.950.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Đấy. Các bác nào về dùng biến tần hoặc dùng tụ đều được nhé. Dùng tụ thì có thể bảo em đấu tụ. Còn các bác nào dùng biến tần 3 pha thì 3 pha 220 hoặc 200 thì có thể sử dụng nhé. Nó thoải mái luôn sử dụng cho các bác này. Đấy, các bác về dùng biến tần thì nó sẽ bền hơn về dùng tụ các bác nhé. Đấy, mã quạt hút số 1 giá là 1.950.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có cái con quạt hút số 2 các bác nhé. Đây, con quạt hút 2 này. Giá là 2.900.000 đồng một con này các bác nhé. Con này là của Hàn Quốc sản xuất này. Đây, thông số của nó. Đây. Nó em sẽ đo kích thước một chút nhé, vì nó khá là nặng. Đấy. Nó khá là nặng và to, nó chiếm luôn cả cái màn hình này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó này, nó là khoảng là 45cm nha, em tính ra cái miệng thổi này. Chiều cao của nó này, để em tính hết đến cái đầu miệng thổi này nó cũng là 45 nhé. Có nghĩa là hai chiều nó là như kiểu là vuông luôn các bác nhé. Vuông luôn. Và cái chiều dày của nó này là khoảng 30cm nhé. Chiều dày khoảng 30cm thì em tính từ cái mặt này, từ cái mặt này ra tận cái chỗ động cơ này là 30-31cm ở đây nhé. Còn cái chiều dài và chiều rộng là 45 này, em tính ra cả cái miệng hút này, miệng hút và miệng thổi nhé. Đây, chiều cao này lên tận được cũng là 45 các bác nhé. Đấy, em tính như thế cho nó dễ. Đấy, cái đường kính của cái đầm miệng thổi này nó sẽ là 24.5cm các bác này. 24.5cm, nhưng thực tế nó không đến 24.5cm cái miệng thổi đâu. Vì ở đây này, miệng thổi bên trong này nó là hình vuông. Đấy. Còn cái miệng hút này, miệng hút thì nó đường kính cũng như thế thôi. Đấy. À, miệng hút thì đường kính nó cũng không khác gì nhau đâu, là 24.5 các bác nhé. 24.5 này các bác này. Đấy, một miệng hút và một miệng thổi. Đấy, rất là to các bác nhé. Con này động cơ nó rất là to này. Đấy, tổng cân nặng của nó phải hơn 20kg các bác nhé. 20kg một con quạt.
Rồi, ở đây thì em sẽ cho nó nằm xuống, em đo cho các bác kích thước một chút, cho các bác thông số vì nó khá là nặng nhá. Đây, để như này cũng được. Trước tiên là cái động cơ này, đường kính của cái động cơ này nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính động cơ là 18 cm, rất là dày. Con này được làm bằng nhôm nhá, động cơ của nó được làm bằng nhôm này. Đấy. Đây là cái thông số các bác nhá. Thông số của nó này, nó sử dụng điện 1 pha 220V các bác nhá. Chuẩn 1 pha 220V zin nhá. Đấy, tần số 50Hz thì chạy công suất là 760W này. Và tần số là 60Hz thì là 1145W. Ở Việt Nam thì mình dùng điện 220V và 50Hz, công suất của nó là 760W nhá. Tốc độ hút của nó này 53 m³/1 phút. Có nghĩa là 1 phút nó hút được 53 m³ nên rất là mạnh các bác nhá, rất là mạnh. Đấy. Trọng lượng đây 20kg này. Trọng lượng 20kg nhé các bác nhé. Ở đây thì nó có thể có cái thông số vòng bi luôn các bác này, 60 6204 ZZ này. Nếu mà hư vòng bi các bác có thể là mua, nhìn mã đây mua luôn, không cần phải tháo ra các bác nhé. Rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc này. Sản xuất tháng 12 năm 2014 các bác nhé. Đấy. Công suất là 760W các bác nhé. Đấy. Đây có chiều này. Cái chiều này, mũi tên này, có nghĩa là đặt cái chiều này xuống này. Đấy. Nó rất là nặng các bác nhé. Đây, mã quạt hút số 2 giá là 2.900.000 đồng nhé. Đây các bác này, nó ra 2 dây. Đấy. Con quạt nào sử dụng điện 220V nó cũng có tụ cả thôi các bác nhé. Đấy. Đây. Đấy, ra 2 dây thì em sẽ cắm điện nhé. Nó cũng rất là mạnh cho các bác nhé. Đấy. Siêu mạnh luôn. Đấy, con quạt có 760W thôi nhưng mà hút thổi rất là mạnh các bác nhé. Đấy, con quạt hút số 2 các bác này, giá là 2.900.000 đồng một con này cho các bác nhé. 2.900.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những cái móc nhôm các bác nhé. Cái móc nhôm này thì họ treo cho những cái loa Bluetooth bé bé này, loa JBL ấy, JBL của nước ngoài nhé. Họ móc cho những cái loa. Đấy. Chất liệu được làm bằng nhôm các bác nhé. Chất liệu được làm bằng nhôm rất là đẹp này. Về các bác có thể về móc những cái chùm chìa khóa các kiểu này, tránh có thể bị rơi rớt nhé. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Kích thước sơ bộ ba cạnh của nó sẽ này 5 × 5 và nhân với 5 nhé. Đấy, như kiểu là nó một cái tam giác thôi. Đấy. Đấy, đường kính của nó sẽ là 7mm nhé. Đấy, đường kính của cái nhôm tròn này sẽ là 7mm nhé. Đấy, trong cái móc này thì nó sẽ có một cái lò xo thôi. Đấy, cơ cấu thì nó cũng bình thường. Đấy. Móc của những cái bộ loa JBL các bác nhé, rất là nhiều. Giá là 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhé. 50.000 đồng combo 10 cái có giá là 50.000 đồng. Móc nhôm này. Đấy. Móc nhôm loa JBL các bác nhé, 50.000 đồng 10 cái cho các bác nhé.